xin giới thiệu, mình là Phạm Hữu Tâm, hiện đây là chủ sáng lập thương hiệu Retail. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chỉnh kim đồng hồ khi nó lệch khỏi mức không như thế nào. Đây là kim đồng hồ, khi không có áp suất nó đã lệch khỏi 2 bậc so với mức không. Thì gặp trong trường hợp này các bạn xử lý như thế nào? Thì trường hợp này các bạn sẽ gặp khi mà các bạn mua đồng hồ áp suất về, bạn sử dụng một thời gian thì cơ tính của ống bu đông của mình nó sẽ bị giãn ra, nó sẽ dao động liên tục mà nó bị giãn ra. Khi nó giãn ra thì xong quyền mà không nữa, đó là đối với trường hợp bạn sử dụng một thời gian dài. Nhưng mà trước đây mình có nhận được 2 cuộc gọi từ các công ty thương mại, họ mua đồng hồ về nhưng mà họ để một thời gian sau họ mới bán được, và sau một thời gian thì kim của họ bị lệch khỏi mức không và họ hỏi mình là cách chỉnh lại như thế nào. Thì hôm nay mình cũng xin hướng dẫn các bạn cách chỉnh lại kim đồng hồ kia mức không như thế nào. Để chỉnh được kim thì chúng ta phải gỡ nắp đồng hồ ra. Mình sẽ gỡ nắp. Đồng hồ đã được mở ra. Và đây là kim đồng hồ. Nó lệch khỏi mức không. Đối với đồng hồ này thì nó đã có tích hợp sẵn cái bộ phận chỉnh về mức không. Đó là con tua vít này. Mình chỉ cần hiệu chỉnh cái tua vít này thì kim đồng hồ của mình nó sẽ chạy lên chạy xuống tùy chỉnh của mình. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chỉnh kim cho cái loại đồng hồ này như sau. Trường hợp kim đồng hồ lệch về mức không, lệch khỏi mức không, chúng ta sẽ chỉnh như thế này. Chúng ta sẽ vặn con tua vít này xoay ngược chiều kim đồng hồ, sẽ đưa cái kim đồng hồ về lại mức không. Ta vặn như sau. Đây, chúng ta đã bằng về lại mức không. Trong trường hợp kim đồng hồ của chúng ta không có cái tua vít để chỉnh mức không thì chúng ta một lòng gỡ kim đồng hồ ra. Gỡ như thế nào? Đây, gỡ như sau. Ráp lại. Chúng ta chỉnh. Để chỉnh được không, chúng ta nhấn mạnh xuống. Ok. Kim đồng hồ chúng ta lấy về mức không. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này. Xin cảm ơn.